Kính thưa các quý đồng nghiệp cùng khán giả đang theo dõi chương trình Tâm Điểm về điều trị duy trì ung thư buồng trứng. Bài trình bày của chúng tôi đó là vai trò cập nhật của ESMO trong điều trị duy trì ung thư buồng trứng hiện nay. Thì giống như là lời mở đầu của thạc sĩ bác sĩ Kiên đã trình bày, thì ung thư buồng trứng như chúng ta cũng đã biết đó là một cái bệnh ung thư, mặc dù là với cái tỷ lệ mắc thì nó chỉ đứng thứ 3 trong các bệnh phụ khoa trong các bệnh phụ khoa về ung thư. Nhưng chúng ta cũng thấy trong một cái con số thống kê của Global năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là với cái tỷ lệ mắc thì không nhiều, chiếm khoảng gần 1.500 ca hàng năm. Tuy nhiên là cái vấn đề điều trị ban đầu và điều trị tái phát di căn thì cái con số tử vong là lên tới gần 1.000 ca mỗi năm, thì cho chúng ta thấy rằng là một cái gánh nặng trong điều trị ung thư buồng trứng vẫn đang đè nặng lên vai của các nhà lâm sàng, đồng thời là đây là một cái nỗi trăn trở của rất là nhiều bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng ung thư biểu mô buồng trứng, chiếm một tỷ lệ rất là cao. Và trong cái nhóm ung thư biểu mô buồng trứng này thì đại diện về mô bệnh học thì có 5 cái nhóm hay gặp chính trong phân loại về mô bệnh học. Trong đó cái tỷ lệ cao hay gặp trên lâm sàng chiếm tỷ lệ 71%, đó là ung thư biểu mô thanh dịch độ ác tính cao, và chiếm một tỷ lệ thấp hơn đó là ung thư biểu mô tế bào sáng và ung thư nội mạc tử cung, chiếm tỷ lệ gần 10%. Còn một tỷ lệ rất nhỏ hơn đó là 4,1% là ung thư biểu mô thanh dịch độ mô học thấp, và khoảng 3,2% là cả nhánh thứ nhất là chỉ được điều trị hóa trị đơn trị với phác đồ là paclitaxel kết hợp với carboplatin, và cái nhánh thứ hai là bệnh nhân được điều trị hóa chất 6 chu kỳ giống như nhánh 1 kết hợp với lại nhóm chế tạo mạch bevacizumab được điều trị từ chu kỳ thứ 2. Và việc điều trị duy trì thuốc ức chế tạo mạch kéo dài như vậy thì đem lại cái thời gian sống thêm không tiến triển cao hơn là 19.1 tháng so với cái nhóm mà chỉ điều trị hóa trị đơn thuần là 13.1 tháng, hoặc là cái nhóm mà có phối hợp hóa trị kết hợp với thuốc ức chế tạo mạch là 13.2 tháng, với con số P là có ý nghĩa thống kê về mặt khoa học. Và khi phân tích về thời gian sống thêm toàn bộ đối với cái nhóm bệnh nhân ung thư này thì các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng là tuy rằng là có sự khác biệt về thời gian sống thêm không tiến triển ở cái nhóm mà điều trị duy trì nhóm bevacizumab kéo dài, tuy nhiên về thời gian sống thêm toàn bộ thì cái việc mà sử dụng beva này cũng chưa cải thiện được thời gian sống thêm toàn bộ. Tuy nhiên khi đi sâu và phân tích những cái yếu tố nguy cơ trên những nhóm bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao ấy, thì các tác giả nhận thấy rằng là với những nhóm bệnh nhân mà ở giai đoạn 4, hoặc là những nhóm bệnh nhân mà có tràn dịch axit ổ bụng dương tính ngay từ đầu, hoặc là những nhóm bệnh nhân mà có những yếu tố tiên lượng xấu ví dụ như thể trạng bệnh nhân trước khi điều trị kém, hoặc là các chỉ số chỉ định khối u như CA125 cao, hoặc là tỷ lệ phẫu thuật giảm khối u không tối ưu, thì các tác giả nhận thấy rằng là những cái nhóm này nếu bệnh nhân được nhận điều trị hóa trị kết hợp với nhóm bevacizumab điều trị duy trì kéo dài thì giúp cải thiện cả thời gian sống thêm toàn bộ. Và tương tự cái kết quả của nghiên cứu ai cũng tuần 7 thì cũng nhận thấy rằng là mặc dù được điều trị với lại nhóm bevacizumab thì cái thời gian sống thêm không tiến triển cũng chỉ được cải thiện, còn thời gian sống thêm không toàn bộ cũng không được cải thiện trên những cái nhóm bệnh nhân được điều trị duy trì. Và các bác sĩ cũng lưu ý rằng là ở trong hai cái nghiên cứu này thì với cái con số là cái nhóm nghiên cứu GOG0218 thì cái liều điều trị nhóm beva nó cao gấp đôi so với cái liều lượng nhóm điều trị nhóm bevacizumab ở cái nhóm nghiên cứu ai cần 7. Do vậy mà thực sự trên lâm sàng chúng ta cũng tùy thuộc vào cái thể trạng của bệnh nhân, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của bệnh nhân và tùy thuộc vào những cái yếu tố lâm sàng khác để đưa ra những cái quyết định là bệnh nhân sẽ lựa chọn nhóm bevacizumab ở cái liều như thế nào để phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi một bệnh nhân. Và trong một cái cập nhật mới đây của ESMO năm 2022 thì các tác giả cũng nhận thấy rằng là việc phối hợp điều trị bevacizumab điều trị duy trì trong điều trị ung thư buồng trứng thì các tác giả nhận thấy rằng là mặc dù là không cải thiện thời gian sống thêm không toàn bộ, nhưng cũng không cho thấy được rằng là những cái việc phối hợp nhóm bevacizumab nó cải thiện trên các cái phân nhóm mô bệnh học của ung thư buồng trứng được thể hiện qua hai cái thử nghiệm GOG0218 và thử nghiệm ICON7. Và một cái điều rất là
buồn là đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng thì mặc dù là được điều trị rất là bài bản, điều trị phẫu thuật công phá u tối đa, điều trị hóa trị và có thể là điều trị thuốc điều trị duy trì với nhóm B3 thì với một cái số lượng cũng tương đối là lớn, là khoảng 80% các bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ xuất hiện tái phát hoặc tiến triển sau một cái thời gian điều trị. Và cái khoảng thời gian tiến triển này thì mỗi một lần điều trị bệnh nhân xuất hiện tái phát thì cái khoảng thời gian sống thêm không tiến triển của bệnh nhân lại bị rút ngắn xuống sau mỗi một lần được chẩn đoán là bệnh nhân tiến triển. Điều này thực sự là đòi hỏi các nhà nghiên cứu và các nhà lâm sàng cần phải tìm ra những cái phương án điều trị hiệu quả hơn cho những cái nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng này. Thế thì đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng, cái khoảng thời gian mà tái phát thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó đưa ra những cái chiến lược điều trị tiếp theo cho các nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng. Và người ta tính cái khoảng thời gian tái phát mà không có một cái loại hóa chất là platinum thì nó đóng một cái vai trò quyết định để đưa ra cái lựa chọn điều trị các phác đồ hóa trị tiếp theo. Và trong một cái nghiên cứu của tác giả Foley thì tác giả nhận thấy rằng là cái khoảng thời gian mà không xuất hiện tái phát nó càng dài thì nó càng có một cái vai trò quan trọng trong cái đánh giá cái tỷ lệ đáp ứng cho các phác đồ tiếp theo. Trong những trường hợp bệnh nhân mà cái khoảng thời gian mà tái phát là trên 2 năm, tức là 24 tháng, thì cái tỷ lệ đáp ứng nó rơi vào khoảng tầm 60% trên lâm sàng, còn cái tỷ lệ đáp ứng trên mô bệnh học thì nó chỉ có khoảng 22% thôi. Còn nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có cái khoảng thời gian tái phát là từ 1 năm tới 2 năm thì cái tỷ lệ đáp ứng trên lâm sàng nó rơi vào khoảng tầm 30%, còn cái tỷ lệ đáp ứng trên mô bệnh học thực sự thì chỉ có khoảng tầm 10%. Còn nếu mà trong trường hợp cái khoảng thời gian tái phát nó thấp hơn, nó rơi vào khoảng tầm dưới 1 năm thì là chúng ta sẽ lựa chọn phương án gì với những cái nhóm bệnh nhân mà có chỉ định được chỉ định trên lâm sàng là nhạy cảm với nhóm platinum thì sẽ lựa chọn hóa trị kết hợp với nhóm platinum kết hợp với lại nhóm ức chế tạo mạch hoặc ức chế PAP. Còn những nhóm bệnh nhân mà được xác định là nhóm kháng với platinum thì việc sử dụng lại cái nhóm platinum nó không đem lại cái hiệu quả trên lâm sàng mà có thể là còn tăng cái độc tính trong quá trình điều trị. Và trong cái nhóm bệnh nhân mà được chẩn đoán ung thư buồng trứng mà tái phát với nhạy cảm platinum thì có hai nghiên cứu, đó là nghiên cứu Ocean và nghiên cứu GOG213 đánh giá về vai trò của hóa trị kết hợp với thuốc ức chế tạo mạch trong quá trình điều trị. Trong cái nghiên cứu Ocean này được thiết kế cho những nhóm bệnh nhân mà trước đây hoàn toàn là chưa được điều trị với nhóm B3 và được chia làm hai cái nhánh, đó là nhánh điều trị hóa trị đơn thuần hoặc là cái nhánh thứ hai là hóa trị phác đồ gemcitabin kết hợp với carboplatin và kết hợp với thuốc ức chế tạo mạch, sau đó thì được duy trì thuốc ức chế tạo mạch tới khi bệnh tiến triển. Và trong nghiên cứu GOG213 thì nó được chia làm 4 cái nhánh, trong đó các bệnh nhân nếu trong trường hợp trên lâm sàng đánh giá được rằng là bệnh nhân có thể có vai trò của phẫu thuật thì sẽ được chia là phẫu thuật trước, sau đó mới tiến hành chia làm hai cái nhánh, đó là nhánh điều trị hóa trị phác đồ palicarbo kết hợp với lại B3 hoặc là cái nhánh là kết hợp palicarbo kết hợp với giả dược, hoặc là một cái nhóm thứ hai là cái nhóm bệnh nhân không được tiến hành điều trị phẫu thuật và được chia làm hai cái nhánh là nhánh điều trị hóa trị và nhóm nhánh hóa trị kết hợp với nhóm ức chế tạo mạch và cũng được điều trị đến khi bệnh tiến triển. Thì trong cái nghiên cứu Ocean này thì các tác giả nhận thấy rằng là việc phối hợp hóa trị và thuốc duy trì ức chế tạo mạch thì đem lại cải thiện cái thời gian sống thêm không tiến triển ở cái nhóm mà điều trị duy trì với cái thời gian sống thêm không tiến triển là 12,4 tháng so với nhóm mà chỉ điều trị hóa trị đơn thuần là 8,4 tháng thôi, và cái thời gian sống thêm không tiến triển thì vẫn sống thêm không toàn bộ thì vẫn chưa đạt được. Và cái việc mà điều trị phối hợp ức chế tạo mạch kết hợp với lại hóa trị thì cũng đem lại cái sự cải thiện về đáp ứng lên đến khoảng 78,5% so với cái nhóm chỉ điều trị hóa trị đơn thuần là 57,4%. Và các tác giả cũng nhận thấy rằng là việc đạt được đáp ứng hoàn toàn ở cái giai đoạn này đó là một cái điều tương đối là khó, thì cái việc phối hợp điều trị hóa trị với duy trì B3 cũng đem lại cái sự đáp ứng hoàn toàn lên đến 17% so với cái nhóm mà chỉ điều trị hóa trị đơn thuần là 9%. Trong nghiên cứu GOG213 thì các ta nhận thấy rằng là việc phối hợp mà ở cái nhóm mà dù có phẫu thuật hay không phẫu thuật nhưng việc điều trị hóa trị kết hợp với bevacizumab cũng đem lại cải thiện cái thời gian sống thêm không tiến triển với cái thời gian sống thêm trung vị là 13.8 tháng so lại với nhóm mà chỉ điều trị hóa trị đơn thuần là 10.4 tháng với cái thời gian sống thêm không toàn bộ cũng chưa được cải thiện có ý nghĩa thống kê.
Đối với cái nhóm bệnh nhân mà ung thư buồng trứng được xác định là kháng với nhóm platinum thì đây là một cái nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng có một cái tiên lượng rất là xấu, và cái lựa chọn điều trị thì các bác sĩ lâm sàng cũng rất là loay hoay để đưa ra những cái hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Thì trong cái thử nghiệm Aurelia này được tiến hành trên những nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng kháng với platinum, và các nhóm bệnh nhân này thì gần như là được điều trị dưới hai phác đồ điều trị hóa trị và không có những cái tiền sử, ví dụ như tiền sử giò, ổ bụng hoặc là tắc ruột, thì được chia làm hai cái nhánh là hoặc là điều trị hóa trị đơn thuần với cái nhóm là paracetamol hàng tuần với liều 80mg trên mét vuông da, hoặc là topotecan buồng trứng giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 với những cái nhóm có yếu tố tiên lượng rất là xấu như là độ thanh dịch cao hoặc là ung thư nội mạc tử cung, và được chia làm hai cái nhánh là được điều trị rất là bài bản, sau đó thì được chuyển sang điều trị duy trì là ức chế PAP kết hợp với B3 hoặc là chỉ điều trị B3 đơn thuần thôi. Thì trong cái nghiên cứu Paula 1 này, các tác giả nhận thấy rằng là có đến gần 50% các bệnh nhân là có cái tình trạng là thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng, và các tác giả nhận thấy rằng là việc phối hợp điều trị cả thuốc ức chế PAP kết hợp với lại B3 thì cải thiện cái thời gian sống thêm không tiến triển cao hơn hẳn so với lại chỉ điều trị duy trì B3 sizumab thôi. Và khi đi sâu vào phân tích ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái tình trạng đột biến BRCA ấy, thì các tác giả nhận thấy rằng là ở cái nhóm bệnh nhân có đột biến BRCA thì nhận thấy rằng là cái thời gian sống thêm không tiến triển là 37.2 tháng so với lại 21.7 tháng ở cái nhóm mà chỉ điều trị nhóm B3 sizumab đơn thuần. Còn trong những trường hợp mà cái bệnh nhân mà có cái tình trạng đột biến BRCA không có tình trạng đột biến BRCA thì cái việc phối hợp này cũng cao hơn hẳn so với việc là chỉ điều trị nhóm B3 đơn thuần thôi. Và khi đi sâu vào phân tích ở cái nhóm mà bệnh nhân không có sự tái tổ hợp tương đồng đấy thì các tác giả nhận thấy rằng là nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có cái sự tái tổ hợp tương đồng nhưng không có tình trạng đột biến BRCA thì cái việc điều trị phối hợp này vẫn đem lại cái hiệu quả cao hơn là chỉ phối hợp thuốc ức chế tạo mạch đơn thuần. Còn trên cái nhóm bệnh nhân mà không có tình trạng đột biến BRCA và cũng không có sự tái tổ hợp tương đồng, sắp xếp thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng thì mặc dù là việc phối hợp cả hai thuốc cũng đem lại cái hiệu quả cao hơn hẳn so với nhóm B3, tuy nhiên cái thời gian cải thiện thời gian sống thêm không tiến triển là thấp nhất là 16.9 tháng so với 16 tháng ở cái nhóm mà chỉ điều trị B3 đơn thuần thôi. Đối với điều trị duy trì ung thư buồng trứng trong cái cập nhật mới đây nhất của ESMO năm 2022 thì các tác giả cũng tổng kết là đi từ những cái điều trị nhóm ức chế tạo mạch đơn thuần được thể hiện qua những cái thử nghiệm như là thử nghiệm GOG218 và thử nghiệm ICON7 đến những cái điều trị bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát di căn như thử nghiệm OCEAN hoặc là Aurelia, thì những cái tiến bộ gần đây trong những cái vai trò của thuốc ức chế PAP đã đem lại những cái cơ hội, những cái cơ hội mới cho những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng được chẩn đoán là ung thư buồng trứng và có cái tình trạng đột biến gen BRCA. Tuy nhiên cái chỉ định của B3 của bệnh nhân ung thư buồng trứng có cái đột biến BRCA thì sẽ được tiến sĩ Tuấn Anh trình bày tiếp theo. Tuy nhiên là những cái bệnh nhân mà được chỉ định đấy nó sẽ khu trú ở trên những cái nhóm bệnh nhân có cái tình trạng đột biến BRCA hoặc là cái sự thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng. Còn cái điều trị duy trì B3 sizumab thì nó sẽ được tiến hành mở rộng hơn trên tất cả các phân nhóm đối tượng bệnh nhân mà không có chống chỉ định với nhóm B3. Do vậy mà cái điều trị ung thư buồng trứng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng là nó không chỉ là sự tương tác giữa bác sĩ ung thư với bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư buồng trứng mà nó có sự phối hợp của rất là nhiều chuyên khoa như là di truyền học, bác sĩ xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, điều phối viên hoặc là bác sĩ giải phẫu bệnh để đem lại những cái hiệu quả tốt nhất cho những bệnh nhân nhằm cải thiện cái thời gian sống thêm không tiến triển và thời gian sống thêm toàn bộ. Tôi xin dừng bài trình bày của tôi ở đây.